Tôi xin chia sẻ những lá thư là những cái gọi là câu trả lời của Voice và Voice Canada. Tôi không ngạc nhiên với cái cách thức và những cái thủ đoạn mà họ dùng. Tại những cái thủ đoạn này tôi đã thấy 30 năm trước, 36 năm trước và đã quen lúc bây giờ đang làm việc với bố tôi. Là trước hết thuyết phục không được, mua chuộc không được, thì dọa. Ngày 7 tây tháng 4, tôi gửi văn thư cho ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ tịch Voice Canada. Qua ngày 9 tây tháng 4, tôi gửi văn thư cho bà Jacqueline Phương, Chủ tịch Voice. Trong cả hai văn thư, tôi cho họ biết tôi có nhiều chứng cứ cho thấy Voice và Voice Canada đã giả mạo lý lịch để đưa lậu người vào Canada qua chương trình định cư nhân đạo cho các cựu thuyền nhân Việt Nam. Đây là chương trình mà chính phủ Canada đã ký thỏa thuận như MOU với Liên hội Người Việt Canada. Ngày 10 tây tháng 4, bà February trả lời tôi bằng văn thư trên giấy tiêu đề của Voice. Tôi sẽ chia sẻ, mấy người sẽ đọc, tôi để nó đi từ từ, rất là chậm để mọi người coi. Thay vì giải thích về về các chứng cứ mà tôi đưa ra, những cái mà tôi gọi là chứng nhận, bà February lại đề nghị tôi cộng tác với Voice. Làm sao tôi có thể cộng tác với một tổ chức mà tôi đang điều tra và những hành vi phạm và lừa gạt đồng bào? Vả lại, Voice thành lập bởi Việt Tân. Việt Tân là băng đảng mà thủ tiêu bố tôi 36 năm về trước, thì làm sao mà tôi hợp tác hoặc là hoạt động với họ được? Cái chuyện đó sẽ không có và cũng không bao giờ có. Ngày 18 tây tháng 4, luật sư của đại diện Đỗ, ông Đỗ Kỳ Anh gửi văn thư cho tôi. Một mặt, ông luật sư này đổ lỗi cho Sở Di trú Canada là phải chịu trách nhiệm về các hồ sơ mà họ nhận định cư. Mặt kia đó thì lại hăm he kiện tôi ở Houston. Thay vì đưa ra lời giải thích về các chứng cớ mà tôi trưng nhận. Tôi nói cho nó tiện đây. Tôi thách ông Đỗ Kỳ Anh đấy. Không có gì bằng tôi có cơ hội, được cơ hội để tra khảo, trình hỏi. Nếu ông không kiện tôi ra ở Houston, thì có nghĩa là ông đang giở đòn hăm he để hòng bịt miệng người khác. Ông hành xử y như Việt Tân không lương thiện. Đây là những cái cách gọi là thủ đoạn họ đã dùng mấy chục năm trước với bố tôi và tôi đã thấy, thành ra tôi rành về cái việc này. Nói cho ngay, tôi đã công bố hồ sơ Nguyễn Hữu Huân rồi đó. Tôi mong Voice và Voice Canada trả lời xem nào. Tôi sẽ lần lượt công bố thêm nhiều hồ sơ nữa trong những ngày tới. Là 9 ngày cái tôi định là cái ngày 9 tây tháng 5 mà có thể một tuần sau nữa. Là vì tôi đang đợi thêm chứng cứ vào để tôi chia sẻ với mọi người. Đây là những lá thư, như tôi nói, mọi người có thể đọc sơ qua. Tôi dịch tiếng Anh, có tiếng Anh và tiếng Việt, để mọi người coi. Xin mời. Tôi cũng nghĩ đã đến lúc trình hỏi phải cần phải. Tôi nói một tí về ông Lộc Cassé. Năm 2016, lúc ông ra, ông biện hộ cho trình hội, mà ông biện hộ khơi khơi. Ông không có đưa gọi là nói có xác mạch, có chứng. Lúc bấy giờ đối với rồi ông dùng những cái văn chương mà tôi không hiểu được, không có khả năng để hiểu. Nhưng bà cụ mẹ tôi có đọc sơ thì rất là lo. Lo là tại vì, một phần nói cho bực xúc thì đúng hơn là lo, là tại vì mẹ tôi đọc được và hiểu. Và thấy là họ đang đánh hội đồng đứa con của mình mà là mẹ mà không làm gì được hết. Thành ra mẹ tôi rất là lo và buồn. Vì thế 2 năm nay tôi đã điều tra kỹ cái sự liên hệ chặt chẽ giữa ông Lộc Cassé với lại Trinh Hội. Tôi muốn tìm bằng chứng để tôi chứng minh là ông biện hộ cho Trinh Hội là có cái mục tiêu về tài chính.
Tôi đã thấy rồi, năm ngoái tôi đã thấy, mà nghĩa là trước đó tôi không thấy, nhưng mà sau năm 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 gần tháng 11, tháng 12 bắt đầu tôi đã thấy rõ. Tôi sẽ trình bày thêm chi tiết vào chính tại tháng 5 này, hoặc là có trễ hơn một tí, có thể trễ một tuần, là tại vì tôi đang đợi bằng chứng, chứng cứ, thêm chứng cứ vào vậy thôi. Tôi ngừng nơi đây để cho mấy người coi cái gọi là cái bài cái email tôi nhận được của một nhà báo tên là Đoàn Nam. Ông này ông viết về về cái ông Lộc KC. Tôi chia sẻ rồi vừa coi vừa nghe nhạc cho đỡ buồn đây. Que l'horizon s'assombrit, l'ami vernal de mon cœur s'alourdit. Tout immobile, j'attends sur cette île tranquille qu'enfin tu viennes, prenant part à ma peine. Tu me relèves et je contemple la terre. Tu me relèves et j'affronte les mers. Je me sens fort quand tu me portes dans tes j'entrevois le bonheur. Tu me relèves et je contemple la terre. Tu me relèves et j'affronte les mers. Je me j'entrevois le bonheur.